We now invite you to listen to part 4 of Supreme Master Qinghai's inspiring lecture, The Purpose of Being Human, delivered on March 17, 1991 at the University of California, Irvine, California, United States. Ngày xưa, quý vị nghe nói đời sống nhà của sư phụ cũng không có nghèo lắm. Tuy rằng bên ngoài thì thấy đơn sơ, nhưng mà ba má sư phụ có tiền. Sư phụ nhớ rằng hồi xưa chưa có còn nhỏ đó, má chỉ cho cái hũ vàng á, má nói cái này là hũ vàng á, chôn chỗ này, rủi có chuyện ba má mà chết thì con có biết chỗ này là vàng. Nhưng mà trong nhà thì có vàng, nhưng mà ngoài thì thấy cũng được, tầm thường thôi. Nhưng bây giờ không có rồi, bây giờ không có rồi, đứng lại đó tìm nha, hết rồi. Vàng nhiêu bán hết cũng xài không đủ rồi. Sư phụ nhà bây giờ cũng còn thanh bằng lắm, cha mẹ cũng phải đi làm lao động, sư phụ cũng không có gửi tiền gì bao nhiêu, không gửi tiền. Lâu lâu ông bà bệnh á, viết thơ cho sư phụ gửi một ít thuốc men vậy vậy thôi, chứ sư phụ không có lấy tiền này mà cung cấp cho gia đình giàu sang. Cho nên gia đình của sư phụ rất là nghèo, bây giờ vẫn còn nghèo, một cái truyền hình cũng không có, trong nhà chắc cũng chưa có điện. Nhưng mà Tết này sư phụ cũng có gửi về chút tỉnh, tại vì ba má cần, già quá rồi không có làm được gì được. Sư phụ lấy cái tiền mà sư phụ kiếm được đó, chứ không phải tiền của công chúng nha. Gửi về cho ba má, bây giờ cũng tạm sống qua ngày, chứ không có giàu chưa. Tại mình không biết chọn đời sống của mình cho nên nó nghèo. Ba má sư phụ cũng vậy thôi, không biết chọn. Nhưng mà buộc nhà không thiên, thấy không? Thành ra sư phụ cũng có về nhà bên đó mà nói cái gì trơn á. Và những người em hay chị họ của sư phụ, mới bữa nay mới lại gặp sư phụ lần đầu tiên sau 20 mấy năm, sư phụ cũng bao giờ viết thơ về nhà nói tôi là Phật đây. Tôi thành Phật rồi, quý vị phải theo tôi đi học này kia. Không có, cái gì nó tự nhiên thôi. Khi nào cái duyên của người ta đến á thì họ sẽ đến với mình, chứ sư phụ không quảng cáo. Cho nên quý vị có nhiều người hiểu lầm, tưởng sư phụ đi kéo lôi đệ tử, không có đâu. Nhà người nhà của sư phụ cũng kéo 20 mấy năm mà không có nói năng gì hết á. Bữa nay lần đầu tiên gặp sư phụ đó, quý vị không tin, quý vị hỏi coi, ngồi chính giữa kia một đám 10 mấy người kia toàn là nhà của sư phụ đó, không ai biết sư phụ là ai. Nói còn nói chi đi kéo lôi sư mấy người ở ngoài kia, mà kéo lôi người nào không nói, mì kéo lôi người tị nạn, ông nghèo sát sơ rồi kéo làm gì. Hiểu chưa? Thành ra người ta hiểu lầm một cách quá đáng, nói chuyện vô lý. Những người thông minh người ta không có tin. Cho nên vì không tin cho nên quý vị mới đến mà đầy rạp như hôm nay, chứ nếu tin thì không ai đến rồi, phải không? Thật ra cái trí óc của con người nó cũng có cái mức độ thông minh, chứ không phải ai muốn gạt ai cũng được. Cho nên sư phụ không có dùng thần thông hoặc là những cái việc làm phi phạm để mà gây ảnh hưởng hoặc là để mà câu cái bằng câu đệ tử. Sư phụ dùng cái sự sáng suốt, dùng những cái lý luận hợp lý để mà cho quý vị nghe hiểu, rồi quý vị tự chấp nhận lấy, nghĩ rằng bà này nói phải, tôi cũng nghĩ y như vậy hồi đó tới giờ mà tôi không biết có đúng hay không. Thấy chưa? Bây giờ nghe bà nói cái biết liền, đúng y như vậy. Tức là mình tự nhận biết cái sự thông minh của mình. Sư phụ chỉ là ấn chứng cái sự hiểu biết của quý vị mà thôi, ấn chứng cái trình độ tâm linh của quý vị nó cao tới mức nào mà thôi, chứ không phải sư phụ dạy dỗ quý vị cái gì hết cả. Tất cả những điều gì sư phụ nói ra quý vị đã biết rồi, cho nên nói ra mới hiểu. Chứ thí dụ như bây giờ sư phụ nói chuyện với con chó nó có hiểu không? Hả? Hoặc là nói chuyện với một đứa con nít nó chưa có cái trình độ hiểu biết như quý vị, nó có hiểu không? Cho nên sư phụ dạy nhưng mà không có dạy gì cả. Cho nên không cảm thấy mình kiêu hãnh là Phật hoặc là một vị minh sư hay là cái gì gì hết á. Nhưng mà sư phụ hiểu một cách rõ ràng rằng tất cả chúng sanh đều có trí huệ sáng suốt. Nhưng mà có một người đã thắp lên một ngọn đuốc rồi thì những ngọn đuốc kia nó châm vô là nó cháy luôn, có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà những ngọn đuốc kia nó có cái sự cháy ở trong đó, nó có cái năng lực để mà cháy lên, cũng giống như ngọn đuốc đã cháy rồi, chứ không phải cái ngọn đuốc này nó làm cho ngọn đuốc kia cháy.
Nhưng mà trong cái ngọn đuốc, cái trong ngọn đuốc mà chưa cháy, nó đã tiềm tàng cái sự cháy, nó đã có sẵn sàng để mà nó cháy lên. Cho nên có nhiều người đi học với sư phụ rồi cứ nói sư phụ là thầy, sư phụ cũng phải lỡ mà chấp nhận thôi, chứ thật ra đâu có ai thầy ai đâu. Sư phụ chỉ nhắc nhở cho quý vị những điều mà quý vị đã biết trong tâm thức rồi mà quên đi, hoặc là mơ hồ, không có thì giờ để mà ngồi xuống mà kiểm thảo lại, hoặc là ấn chứng những cái gì mình đã biết. Cho nên bây giờ sư phụ đi nói pháp, truyền cho quý vị cái cách mà phải ngồi im lặng để mà nhớ lại những cái gì mình đã biết, có bấy nhiêu đó thôi. Ngồi thiền là như vậy đó. Còn nếu không, con dạy quý vị cái cách mà ngồi thiền, cái cách để lấy lại những cái trí huệ của mình, những cái sự sáng suốt của mình đã biết đó. Quý vị tối ngày cứ bận rộn những cái thành kiến sai lầm, những cái việc làm kiếm tiền kiếm bạc, bận rộn những cái điều ràng buộc của thế gian, quên mất cái sự sáng suốt của mình, có bấy nhiêu đó thôi, có hiểu không? Thành ra sư phụ là minh sư, nhưng mà không phải là minh sư. Độ chúng sanh nhưng mà không có độ ai hết. Thành ra sư phụ không bao giờ cho ai lạy sư phụ hay là bái gì làm quá đáng. Còn những cái việc mà hoa quả rồi đấy là tại cứ người ta thành tâm, ta muốn chúc mừng sư phụ từ xa đến cho thấy sư phụ nó vui vẻ ấy. À, coi như welcome vậy đó. À, vậy thôi. Chứ cái này không phải là sư phụ bắt buộc mà không yêu cầu. Lẽ ra sư phụ không có muốn những cái rườm rà như thế này. Nhưng mà bây giờ không có dạy hết tất cả mọi người được. Biểu người này không mua, người kia mua. Không có quen hết tất cả mọi người đâu mà nói. Như là cái sự tự do của người ta, thấy chưa? Mình đâu có cấm cản được. Ta có tiền, ta muốn mua gì ta mua, ta muốn tặng ai ta tặng, vậy không? Muốn tặng người đẹp thì tặng, muốn tặng người yêu thì tặng, muốn tặng ông thầy tu thì tặng, thấy không? Nhiều khi mua đem tặng mấy cái mộ bia ngoài kia thì cũng đâu có sao, hả? Tặng sư phụ thì cũng như tặng mấy cái mộ bia ngoài. Cái bia đó, bia có viết mấy cái chữ đó, Thomas gì đó đó, đem tặng cái bia đó. Bây giờ sư phụ thôi ngồi đây cũng giống như cái bia mộ vậy đó, ai muốn tặng cho nó tặng. Tại vì đối với thế giới này sư phụ đã chết rồi. Thành ra chắc mấy người đem tặng hoa rồi, tặng mấy nó mộ. Sao không dám cười chứ, cười miếm miếm rồi cắn môi cái làm chi vậy? Cứ muốn cười thì cười, chết chóc gì đâu. Trời ơi, sống ở thế giới này sao mà mất tự do tới mức vậy? Tại sao cuộc đời mình đau khổ quý vị có biết không? Tại mình tự làm cho mình đau khổ. Cười không dám cười, khóc không dám khóc, thương không dám thương, thương lén rồi không để cho người ta biết, rồi mai mốt người ta lấy chồng rồi ngồi đó khóc. À, hoặc là mai mốt người ta đi cưới vợ rồi đứng đó nhiều khi tự giận nữa, ngu hả? Tại sao không nói? Cái có điều gì xấu đâu. Thí dụ mình thương người nào mình nói người ta thương, chứ người ta không thương thôi, chừng đó mình biết trắng đen rõ rệt mình đi kiếm người khác. Ngu sao ngồi đó tự tử. Cho nên quý vị phải tu là như vậy. Tu không những để đạt được trí huệ của Phật, mà để đối diện với cuộc sống hàng ngày, để mà mình một cách tự do khai mở cái tâm hồn của mình ra, đặng mà cuộc sống mình nó mới tươi vui, nó mới phong phú. Chứ mỗi ngày cứ đi làm về nấu cơm ăn rồi nằm đó ngủ rồi đúng giờ cứ thức dậy, trời nó mệt quá đi. Không có chuyện gì đâu, phải có người mình đâu phải sinh ra để làm như nô lệ như vậy. Một tháng lãnh có 1,000+ bạc rồi nhốt một ngày 10 tiếng ở trong cái phòng xi men á, trong á mà ngồi vậy mà ngồi được á, mà biểu ngồi thiền 1 ngày 2,5 tiếng đồng hồ rồi đi dạo hết tất cả càng không, không chịu. Vậy rồi làm sao? Rồi cứ than hoài, nó sao cuộc sống khổ quá, cực quá, tối tăm quá. Tại mình, lẽ ra đời sống mình phải huy hoàng, tráng lệ, nguy nga, sung sướng. Thì sư phụ chỉ cho quý vị biết, bắt đầu từ hôm nay, mặc dù quý vị truyền tâm ấn hay là không truyền tâm ấn, quý vị phải sống một cuộc đời sống hùng, sống mạnh, sống vui, sống vẻ. Muốn cái gì mà nó không hại cho những người khác, mà cái tình trạng kinh tế hoặc tinh thần của mình có thể được á, thì mình mua, mình làm. Chứ đừng có ngồi đó do dự hoài, rồi ngày lụng tháng qua đi, rồi ôm một bầu tâm sự, rồi đau khổ. Cái đó là tại mình. Còn mình thương yêu người nào thì mình mua một cái bông hồng mình đem thẳng với người đó mình nói tôi thương anh hay thương chị hay thương em vậy đó, bây giờ anh có thương tôi không? Hoặc là cô có thương tôi không? Không có thì thôi nói rồi thôi, au revoir, tôi đi kiếm người khác. Đời thiếu gì người, hiểu chưa? Quý vị đừng có nghĩ rằng không có người đó quý vị chết, cái đó là ngu lắm. Chết được, chết sao được? Thế giới thiếu gì mình đi kiếm người khác, nhiều khi còn đẹp hơn người đó, còn hay hơn, còn giỏi hơn.
Tại mình mê mờ một lúc, mình tưởng đâu là chỉ có người đó mình mới sống được thôi. Không có vậy đâu. Cái này sư phụ thử qua rồi. Tại hồi xưa đó, sư phụ có gia đình đó, hai người yêu nhau mà. Sư phụ cũng thương ông xã lắm. Cái này nói thiệt đừng cười nha. Cái lúc mà sư phụ đi, sư phụ cũng buồn lắm nha. Sợ chắc đi rồi nhớ quá chịu không nổi làm sao. Đi đại. Sư phụ nghĩ rằng bây giờ mình cứ ngồi đó mà bám víu cái tình cảm cá nhân á, rồi cái lý tưởng mình không thể nào thành được. Có cao nhất đi nữa là cũng tối ngày giặt giũ quần áo cho nhau, rồi ôm tay ôm chân với nhau, rồi nói chuyện tâm tình vậy đó, rồi có hai ba đứa con vậy đó, rồi cuộc sống cũng hạnh phúc tràn trề vậy đó. Rồi cái nhiêu đó, rồi cái mai mốt mỗi người đầu tóc cũng bạc phơ phơ đi, rồi da nhăn nhăn đi, rồi nhìn nhau lặng lẽ, rồi cái rụng xuống mồ. Thành ra sư phụ nói thôi đi đại đi, coi nó cái đời sống nó có đổi mới gì chứ không, nó làm thêm một cái gì chứ. Sinh ra đâu phải người đàn bà nào sinh ra cũng giống người đàn bà khác đâu. Tại sao mình phải làm một người đàn bà tầm thường hả? Làm giống như những người khác vậy, thiếu gì người làm rồi, tại sao mình còn xen vô mình xin cái job này nữa. Cũng như cái nhà người ta đã đông ở chật chội rồi, mình còn nhét vô làm cái gì. Biết bao nhiêu người làm vợ làm mẹ rồi, thôi nhường cho họ làm, mình kiếm chuyện khác, thấy không? Thì trên đời này nó cũng như vậy. Thí dụ quý vị muốn làm cái việc gì đó thì bỏ hết tâm trí, bỏ hết tình cảm của mình vô đó mà làm, thế nào cũng thành công. Thành công xong mình vui vẻ, thỏa mãn. Chứ nếu mà cứ dụ dà dụ dự, làm thì không làm, không làm thì cũng không làm, rồi ngồi đó hoài ngày lụng tháng qua, rồi trách mình, trách người, rồi khóc lóc, rồi không có được gì hết. Lãng phí cả một cuộc đời, tự làm cho mình đau khổ. Thì bắt đầu từ hôm nay, quý vị muốn gì quý vị cứ làm đấy, nhưng mà phải coi có hại cho ai không, hiểu chưa? Chứ không phải làm những việc gì mình thích rồi hại những người khác, cái đó thì không được. Ý nó là vậy thôi. Khi nào mà mình làm những gì mình thích mà có thương hại cho người khác á, thì lương tâm mình nó sẽ cắn rứt. Mình làm trái luật thiên nhiên thì cái lúc đó mình sẽ bị kêu bằng nghiệp chướng thôi. Nghiệp chướng là nó như vậy. Nghiệp chướng có nghĩa là mình làm cái sự mà nó không thuận đó. Mình làm như mình bỏ cục đá trên đường đi của mình, hoặc mà mình bơi rồi mình ngăn một bức tường chặn không cho mình bơi vậy đó. Cho nên nó có vẻ không có thông suốt. Tất cả những sự gì mà quý vị muốn trên thế gian này, quý vị lẽ ra phải có, mà không có phải là tội lỗi gì cả. Thí dụ những người muốn giàu, muốn có vợ đẹp, muốn có con ngoan, những cái việc này không phải là những việc làm tội lỗi. Lẽ ra quý vị phải có như vậy, phải có bà con đông đảo, vui vẻ, đẹp đẽ, phải có nhà lầu xe hơi, phải có đời sống sang trọng. Làm việc không phải nên mệt mỏi nữa mới đúng. Thí dụ như sư phụ đi từ chỗ này qua chỗ kia, lên máy bay, xuống xe hơi, chạy tới nhà này, chạy tới nhà kia, rồi nhiều khi nói chuyện với học trò suốt đêm tới 5-6 giờ sáng mới đi nghỉ, rồi ngày mai tiếp tục giảng pháp cho tới 3-4-5-6-7 giờ sáng, giờ chiều, rồi truyền pháp tới 7-8 giờ tối, rồi lên máy bay đi qua chỗ khác, bữa sau làm tiếp y như vậy. Ngủ nghe không có bao nhiêu, ăn uống rất là ít. Như vậy đó mà không thấy gì, chưa thấy gì mệt lắm á. Cũng có khi mệt á. Thí dụ lạnh á thì nó, bữa hôm kia có em họ của sư phụ gọi điện thoại, nó có nhiều khi thấy chị ho, chị có uống thuốc bổ không? Sư phụ nó không có uống. Lâu lâu cái học trò thấy mệt quá, nó cũng cho uống cái gì đó, cái nước gì đó không biết nữa, trong cái ống gì đó hút hút lên á, chắc thuốc bổ chứ gì đâu. Mà lâu lâu mới uống lần. Chứ sư khi nào đi truyền pháp, ví dụ như hôm nay 3-4-5 ngày liên tiếp vậy, thấy sư phụ nói cái giọng hơi khang á, nó cho uống thuốc bổ vậy thôi, chứ còn sư phụ hàm mỗi ngày không có uống gì cả. Từ sáng tới giờ ăn chút xíu chừng nửa chén gì cháo gì đó, có bao nhiêu đó, ngày nào cũng đại khái có bao nhiêu đó, mà làm việc nhiều, ngủ ít, mà không thấy gì cả. Cũng có thấy nhưng mà so với quý vị không có bằng. Quý vị có một job thôi, có một công việc thôi, có hai ba đứa con thôi, một người chồng thôi, hay là một người vợ thôi, mà mệt luôn á, phải không? Đầu tắt mặt tối, mà làm việc không hết, mà không có thời giờ đi thăm ai, mà không có thời giờ đi nghe pháp, không có thời giờ, chứ còn không có thời giờ tu á. Vậy mà sư phụ làm sao có thời giờ vừa tu vừa làm việc cho đồng tu, vừa dạy người xuất gia, vừa dạy người tại gia, vừa dạy nước này, vừa dạy nước kia, vừa lo dùm cho người tị nạn nữa, mà vậy vẫn có thời giờ tu như thường, mà khỏe như thường. Cũng quý vị làm việc ít,
mà sư phụ vẫn có tiền như thường. À, có tiền nha, ta có tiền nha. Tu mà nghèo ai thèm tu. Phải không? Tu làm ăn mày thì thôi, tu làm gì? Phải không? Tiền đâu phải chuyện xấu, mình không cần dùng, nhưng mà mình để mình dùng chuyện khác chứ. Chứ tình vui là nghĩ dùng.